vô đây. Mì đằng này. Mày mà yêu không? Ừ. Hôm nay mày chơi bố mà đấy mà. Này. Bà nó muốn kiểu thế mà mơ không có. Nó làm ra thì nó phải bán nước chứ sao phải làm đấy mà chiên luôn. Trứng gà nhà luôn đấy. Trứng nhà ừ, này, trứng nhà xong là bánh gà. Đến đây thì thôi à? Niagara, Việt Nam, Trung Quốc, sông liền sông, núi liền núi. Hello.
lên đoạn đổ nước và đứng đấy. Thiền viện Trúc Lâm Bản Dốc nằm trên đỉnh núi nhìn thẳng xuống thác Bản Dốc. Muốn lên đây thì phải đi bộ, độ khoảng 200m, đường dốc khá cao. Selfie video. Ôi dồi ôi, có cái ông áo đỏ sao rồi. Ok. Yes, 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 yes. Đây, 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 đây. Đấy, thác Bản Dốc kìa. Đó. Anh Cường coi chị như con pa ấy. Video hơi bị hay đấy. Bên cạnh là tiếng bào gỗ. Lần sau quay lại chắc chắn diện mạo của ngôi làng sẽ khác với một ngôi nhà rất to được xây ngay cổng làng. Cách Khuổi Ky 16 km là thác Cò Là, cũng là thác nằm trên sông Quây Sơn. Sau đó lại dòng nước này lại chảy ra thác Bản Dốc. Thank you.
tiếp nhỉ. Wow. Xuôi xuống phía nam, đoàn đã về tới thành phố Cao Bằng, khách sạn Nam Spark Hotel. Đấy. Thành phố Cao Bằng. Ui dồi ôi, ngon thế. Tiền bí ngô. Món này là nguồn gốc ở đâu vậy? Đặc sản này, còn cái sườn, cái gốc là đặc sản Cao Bằng á. Vâng, cây này cũng quá này Cao Bằng cũng Cao Bằng về đêm. Quán hạt dẻ ăn rất được.